Vâng, các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Vâng, thì ngày hôm nay em tiếp tục lên cho các bác một dòng sản phẩm đẩy vang cơ lai số nha các bác. Đây. Nhà em mới nhập về luôn, nhập khẩu 100%, mới 100% các bác nhé. Tên của em là Lake Ascotic FX20 Plus các bác nha. Con này thì bên nhà em đang bán với giá 1.200.000, 1.200.000 thôi các bác nha. Em nghĩ là với 1.200.000 đây là chắc là cái mức giá rẻ nhất ở một cái dòng sản phẩm đẩy vang của các bác ạ. Đấy. Hộp mới 100%. Nhưng mà các bác đừng hiểu nhầm là với cái mức giá thấp như này thì chất lượng của nó không đảm bảo nhé. Bên nhà em cam đoan cam kết cho các bác là dòng sản phẩm nào bên em cũng chất lượng. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bên em hỗ trợ bảo hành cho các bác 12 tháng trong quá trình các bác sử dụng nhé. Bây giờ em sẽ đập hộp luôn cho các bác xem để các bác thấy rằng là với 1.200.000 này thì các bác sẽ được những gì ở cái con sản phẩm này các bác nhé. Đây, bên trong của nó đây các bác này. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng này của nhà sản xuất này. Ngoài ra thì các bác sẽ được nhận thêm là một cái anten Bluetooth này, hai quả pin và thêm một cái tô vít để các bác chỉnh sửa các cái nút tính năng. Cái thứ hai đó chính là dây cắm nguồn. Yeah. Đấy, bây giờ em để lên đây để các bác nhìn rõ hơn nhé. Đây các bác ơi, đây, em vào đây. Đầy đủ các tính năng Lake Ascotic FX20 Plus các bác nhé. Rất đầy đủ tính năng này. Delay gì vậy đây, Hard mic này. Đấy. Lút volume âm lượng này, echo này, mic này. Âm lượng tổng này, công tắc nguồn. Quá đẹp. Và em nhận thấy là cái dòng sản phẩm này thì khá nhiều bác ưa chuộng. Đấy, em nghĩ là thứ nhất là cũng phù hợp với cái túi tiền của các bác. Đấy. Và thứ hai đó chính là cái chất lượng âm thanh của nó cũng khá là ok đấy. Đấy, ở mặt đằng sau đây các bác. Đầy đủ các nút chỉnh nguồn này, dây cắm nguồn này. Đấy. Được chưa? Chỉ 1.200.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Với cái mức giá và cái chất lượng như thế này thì em nghĩ đây là một con hàng cũng khá là ok dành cho các bác và anh em đam mê ca hát, thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Đấy. Khá là đẹp. Đấy. Các bác mua cái sản phẩm này về thì các bác sẽ được bảo hành 12 tháng nhé. Bảo hành 12 tháng. Trong quá trình các bác sử dụng hỏng hóc gì thì cứ trả lại cho bên em. Ok chưa ạ? Đây là mặt đồng hồ điện tử nhá, hiển thị đầy đủ các thông số này, hai nút cổng mic, mic 1, mic 2, input này. Ngoài ra nó cũng được trang bị cho mình đó chính là cái con bo mạch chống hú FX các bác nhé. Đấy, cũng khá là ổn định đấy. Còn về cái chất âm của nó thì ở những video tiếp theo em sẽ làm cho các bác một clip để test cái chất lượng âm thanh của cái con này nhá các bác. Các bác liên hệ, nếu mà muốn mua thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại em đang chạy trên màn hình để được nhận tư vấn và hưởng những mức giá ưu đãi nhất các bác nhé. Đấy, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.